Ok, nào bắt đầu anh ghi đề bài các em nhá. Hôm nay chúng ta ôn tập để giữa kỳ nhá. Ghi bài này. Ôn tập giữa kỳ 2. Ôn tập giữa kỳ 2 này. Bài số 1. Ok. Rồi nhá, đề bài rồi. Các em suy nghĩ cho anh trong 5 phút thôi. 5 phút nhá. Suy nghĩ trong 5 phút. 5 phút bắt đầu. Rồi à. Mình rồi ra cả hai câu rồi dễ. Vâng. Ok rồi anh em ra kết quả như nào? Câu em ra như nào? Đọc anh thử kết quả nào. Từ từ anh Câu A tổng điểm cho anh là gì ạ? x lớn hơn là bằng 4 hoặc x nhỏ hơn là bằng 1. Tức là âm vô cùng đến 1 à? Hợp với 1 đến 4 nửa khoảng. À 1 đến dương vô cùng. 4 đến dương vô cùng. Đúng không em? Vâng. Câu B thì M như nào em? Em không chắc nhưng mà m thuộc nửa khoảng 0 đến 16/25. 16 phần 25, ok. 0 đến 16 phần 25. Ở đâu là vuông? Ở 16/25. Đây là tròn này em. Vâng. Rồi nhau nhau anh xử lý này, anh giải này. Em quan sát, có vấn đề thì chữa lại ngay cho anh. Đầu tiên này, với câu A. Đây là tự luận thôi, nhưng mà thực ra thực tế thì mình gặp như này. Với M bằng 1. Đấy, thì cái 1 trở thành. Các em hãy luôn chuẩn bị tinh thần nhá. Anh nghĩ là rất có thể trong thời gian tới đây khi các em đi thi có thể nó lại chuyển thành thi tự luận lại cái môn toán đấy. Ở thành này, M 1 thì sẽ thành x bình này trừ 5x cộng 4 lớn hơn bằng 0. Tôi thấy là cái x bình trừ 5x cộng 4 của tôi là bằng 0 thì nó ra hai nghiệm. X bằng 1 và x bằng 4. Đúng không nào? Hai nghiệm này. Cái nữa tôi thấy là hệ số A của nó là bằng 1 là dương. Như vậy các em quan sát là hai cái này là cùng chiều với nhau. Cùng chiều đúng không? Cùng dấu đấy. Nên đến là suy ra. Vậy thì đây này. Thế thì tôi đánh cái này là hại được. Thì hai này tôi tương đương. Chưa? Hai tương đương là gì? Như vậy là cùng dấu phải ngoài khoảng. Dấu hoặc. Được chưa? X sẽ lớn hơn là bằng 4 hoặc x nhỏ hơn bằng bằng 1. Hay nói khác là suy ra là gì? Bất phương trình có cái tập nghiệm. S của em sẽ bằng là âm vô cùng đến 1 nửa khoảng này hợp với nửa khoảng từ 4 đến dương vô cùng. Rồi nhá, vậy câu 3 Linh ok rồi. Duyệt luôn. Hoan vừa Mà vừa vào hả đang em? đi. Vâng ạ. Ghi bài cho anh đi. Bạn nào xong hết cái đoạn này rồi nào, cái mặt này rồi đánh anh tích xanh nào. Tích xanh vào nhá. Để anh biết anh chuyển sang trang bên tiếp theo. Minh Đức à, chép luôn đi em, chép luôn xong thì tích xanh cho anh để anh chuyển.
Anh sang câu B này. Câu B nó bảo tìm M để bất phương trình này nghiệm đúng với mẫu x thuộc R. Đấy, câu B. Câu B sang bên đây. Chép lại bất phương trình của mình ban đầu nó cho nhá. Bất phương trình ban đầu đây. Đó là MX bình trừ 5MX cộng 4 lớn hơn bằng 0. Đấy, bây giờ nó yêu cầu nó phải là lớn bằng 0 với mọi x thuộc R. Nghiệm đúng đấy. Có nghĩa là gì? Đấy, ở đây thì em để ý này, rõ ràng là bài này nếu mà khác không rồi thì mình làm rất là đơn giản, nhưng vì đến mở chứ khác không thì buộc em phải chia trường hợp nhá. Trường hợp 1, nếu m bằng 0, đấy, một trở thành, một là cái này này, m bằng 0, cái này bằng 0, cái này bằng 0, vậy là 4 lớn bằng 0 thì là luôn đúng. Như vậy rõ ràng là cái m bằng không thỏa mãn. Được chưa? Trường hợp thứ hai, nếu m của em khác không. Đấy, lúc ấy m khác không rồi thì chắc chắn là cái một này chính là bất phương trình bậc 2. Được chưa? Các em tính cho anh delta. Đấy, delta trừ 5m tất cả bình này, b bình trừ 4. Được chưa? Trong mình lý luận này. Đấy, một mà nó nghiệm đúng với mọi x thuộc R thì khi và chỉ khi đầu tiên là delta các em phải nhỏ hơn hoặc bằng 0 và hệ số A các em phải bằng M là phải lớn 0. Đúng không? Vậy ở đây mình sẽ thay vào là 25M bình trừ 16 nhỏ hơn hoặc bằng 0 này. Ngoài ra là em M phải dương cho anh nhá. Cái dấu của cái hệ số A luôn phải cùng dấu với cái bất này nha các em nhá. Dấu bằng người ta sẽ đặt vào cái delta. Được chưa? Anh vẫn dặn các em như vậy từ trước rồi đấy. Cái này giải ra ra là m bình nhỏ hơn bằng 16 phần 25. M lớn hơn 0. Thì bình thường nhá, giải ở cái trên này này, khi nhỏ hơn bằng, cái này nó chính là 4 phần 5 tất cả bình các em nhá. 4 phần 5 tất cả bình thì em sẽ kẹp vào. Anh giải từng bước ấy, chỗ này anh sẽ có thể ra được luôn nhưng mà anh giải cho em xem. Đây. Vậy thì em sẽ gì? Em kết hợp hai cái họ này vào, sẽ ra là 0 nhỏ hơn m nhỏ hơn bằng 4 phần 5. Được chưa? Đó. Như vậy là kết luận là gì? Vậy với m thuộc vào cái gì có thể ghi là được khoảng 0 đến 4 phần 5. Đấy, thì cái một nó nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Ok. Bạn nào chưa xong tích xanh em nhá. Đúng rồi, anh kết hợp thiếu. Đây là trường hợp 2 ra như này. Đây trường hợp 1 thì mỏng không được, trường hợp 2 này được. Vậy kết hợp lại em vẫn lấy dấu bằng ở đây cho anh nhé. Thuộc đoạn luôn. Vẫn thuộc đoạn. Ok. Ta tiếp tiếp tục bài số 2. Bài số 2. Em giải cho các bất phương trình sau. Giải bất phương trình câu A này. Phương trình bất phương trình nhé. Ok. Ok, làm nhanh bốn câu này nhá. Mỗi câu này làm khoảng 2 phút thôi. Ok, bắt đầu. Câu A là gì Hoàn ơi?
Dạ. Cô làm ra mấy mấy nghiệm em? 3 nghiệm. Ba nghiệm gồm những nghiệm gì em nhỉ? Trừ 2, 3, 5. Rồi, ok. Câu B sao? Cô bên em chưa làm. B chưa làm, thế câu C làm được chưa? Rồi. Câu C giá trị như nào nhỉ? X nhỏ bằng 61 phần 13. Và hoặc là gì? Em ra một cái. Một cái thôi à? À, thế Vâng. thì cái này như khác của anh. Rồi. Đức Minh Đức sao? Minh Đức ra câu B chưa? Dạ. Em ra câu B chưa? Cô B em chưa làm. Câu C là sao? Cô xem ra x nhỏ bằng 61 phần 13. Mỗi thế thôi à? Vx vâng vậy thôi. Chắc là mấy đứa này có thiếu thiếu gì đấy rồi sao ấy. Ok, thôi giờ tí mình kiểm tra. Cô B Xuân Anh ra chưa? Em ra nghiệm hơi xấu anh ạ. Xấu, em cứ đọc thử anh nghe xem nào. X bằng âm 3 cộng trừ căn 37 trên 2. Chính xác luôn, nghiệm đúng mà. Đúng ạ. Đúng. Nó hơi xấu. Thế câu C ra chưa? Em ra rồi. Đọc thử anh nghe xem nào. X nhỏ hơn hoặc bằng âm 3 hoặc hợp với lại x lớn hơn 4 nhỏ hơn 61 phần 13. Có dấu bằng ở đây không em? Có ạ. Có dấu bằng hết, đây là nghiệm đúng này. Đúng rồi. Câu 4 ra chưa? Ra rồi ạ. Đọc thử anh nghe nào. Âm 3 phần x lớn hơn âm 3 phần 4 và nhỏ hơn 5. Tức là tập nghiệm S xuất ra là bằng nửa khoảng từ âm 3 phần 4 đến 5. Mày đúng không? Vâng. Rồi ok. Hợp lý rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi mình chữa. Nhá. Rồi đi đi chữa cái này. Nhi ra mấy câu rồi em? Nhi có đấy không? Có Em được mấy câu rồi? em ra ba câu rồi ạ. 3 câu. Tập nghiệm có giống không? Có Giống câu nào ạ. khác? Câu 3, câu Đúng C có ra được như này không? Hay em ra khác? em ra giống người ạ. Linh ra Linh ơi. Em đang nhắc câu C. Đó, nào bây giờ mình bắt đầu với chữa dần nhá. Mình chữa từ câu A này. Nhiều khi các em giải ra năng nghiệm nó xấu xấu ấy, mình cứ không tự tin. Đấy, giải anh chữa này. Chữa. Câu A. Câu A thì các em xử lý thế nào ấy nhỉ? Đấy, câu A xử lý thế nào đây? Câu A làm thế nào Vi? Câu A chia hai trường hợp ạ. Nhưng trước khi chia thì em phải làm một thao tác gì ạ? Vi ạ? Đó Tìm là điều kiện xác định ạ. em phải có cái điều kiện cho vế phải này không âm này, được chưa? X cộng 2 lớn hơn hoặc bằng 0 ạ. Đúng rồi, x trừ x cộng 2 lớn bằng không, anh biết là đề bài này anh tương đương. Đấy, anh tương đương thì đầu tiên là anh phải có x cộng 2 và anh lớn bằng không đã. Ở dưới anh chia hai trường hợp, anh không thích bình phương đâu nhá, bình phương nó làm bậc nó to hơn anh không thích, anh thì thường làm này chia hai trường hợp. Đây, chia như này đi các em. Đấy. Thế này x sẽ lớn bằng âm 2 này. Thu quả là x bình này trừ 3x trừ 10 bằng 0. Dưới đây là x bình trừ x trừ 6 bằng 0. Đúng không nhỉ? X lớn bằng âm 2 này. Chỗ này các em có tận 4 nghiệm đúng không? Lâm đọc anh kinh nghiệm chỗ này Lâm ơi. Lâm ơi. Thằng thứ nhất này mà nghiệm gì nhỉ? Nhật Lâm nhỉ? Không nghe gì Lâm ơi. Hình như mic có vấn đề hay sao ấy.
cả lớp có ai nghe được tiếng bạn Lâm không? Không ạ. Không anh. Ừ, không không nghe thấy đúng không? Đức Dầu Anh kinh nghiệm ở đây cái Đức anh. Nghiệm mẹ à? Ừ, đọc đây. Cái đầu tiên là nghiệm gì nhỉ em nhỉ? 5 trừ 2 à Nghiệm Đức? rồi. X bằng tôi nhá. Có phải 50 trừ 2 Cộng không? đúng không? Ừ, đợi đợi tí. 50 trừ 2 với 3 với trừ 2 à? 50 trừ 2 này. Thế 3 với trừ 2 à em? 3 với trừ 2 ạ. Rồi, mà ở đây vậy thì có nghiệm chung rồi. Và có tất cả lấy hết đúng không? Vâng. 3 nghiệm rồi. Vậy thì tổng nghiệm nó chính là bằng trừ 2 này, 3 này, 5 này, ba giá trị. Cái này không bị loại thằng nào hết. Rồi, thứ chính ra câu này chưa phải là hay. Câu này phải cho một gài một nghiệm bị loại cơ. Đúng không nhỉ? Cho nghiệm bị loại đi thì nó mới hay. Bạn nào quên điều kiện xác định cái điều kiện để các em để vế phải không âm ấy là em sẽ bị sai. Được chưa? Chuyển nhá. Ngọc Đức xong chưa? Rồi ạ. Ok. Đấy, anh chuyển này, câu A thì ra câu A thì A chẳng làm được. Cách làm mình hướng dẫn mãi rồi. Câu B nào. B phương trình của ta là x cộng 1 nhân x cộng 2 trong ngoặc. Bên ngoài là bằng x bình cộng 3x trừ 4. Đấy, câu này sẽ làm nào đây? Câu này thì các lưu ý cho anh này này. Để này thì hơi hơi khó nhìn xíu nhỉ. Hơi khó nhìn tí. Thế là anh biến đổi phát ở trong ngoặc anh nhân tung thôi. X bình cộng 3x cộng 2. Đấy, ngoài này nhá, x bình cộng 3x anh cộng 2 vào đây đi. Anh trừ 6 vào đây. Đó, thế bây giờ anh sẽ làm thao tác là anh đặt. Đặt. Đấy, t bằng căn của x bình cộng 3x cộng 2. Được chưa? T này của anh lớn bằng 0. Đây ví dụ phương trình 1 chẳng hạn. Thì bây giờ phương trình 1 trở thành t bằng t bình trừ 6 tương đương là t bình trừ t trừ 6 bằng 0, tương đương ra nghiệm t bằng cái này bằng gì Hoàn nhỉ? Hoàn ơi. 3 với trừ 2 ạ. Ok, 3 với trừ 2, vậy trừ 2 anh loại rồi. Cái này thỏa mãn. Đấy, suy ra. Suy ra này, cái căn này. Bằng 3. Nhân tung lên. Và bình phương lên. Đấy, chỗ này nghiệm ra thì bấm máy nó hơi xấu đúng không nào? X bằng này trừ 3 cộng căn 37 phần 2. Hoặc là x bằng trừ 3 trừ căn 37 phần 2. Đấy, và cái tổng nghiệm em kết luận ra cho anh nhé. S bằng. Đấy, viết hai thằng đấy vào. Đây là câu B. Ai xong rồi tích xanh anh nha. Bạn nào xong rồi ấn tích xanh cho anh.
Anh Lâm nó hỏi gì kìa? Ơi nó đọc đây. Anh ơi sao không lấy điều kiện x lớn bằng trừ 1? Điều kiện đấy ở đâu ra ấy Lâm? Lớn bằng trừ 1 ở đâu? Chắc là Lâm nó ngay từ đầu nó lấy điều kiện xác định anh. Đấy điều kiện xác định ở trong cái căn gì Vâng. ở trong căn ấy gì, nếu ở trong căn thì bài này rõ ràng ở trong căn em, thực ra chỗ này anh hoàn toàn có thể lờ đi, bài này nó quá đơn giản. Bởi vì này này, khi các em giải ra nhá, các em giải căn này bằng bằng 3, anh chắc chắn với em một điều trong căn này thỏa mãn thì nhà em bình lên bằng 9 thế này, không thể vi phạm được. Chỗ này hoàn toàn mình có thể lờ đi chỗ này này đó, thấy chưa nhở, anh có thể lờ đi là cái chắc ở chỗ này. Và nếu cẩn thận thì chưa biết thêm cái điều kiện đây, thế thêm cái điều kiện đây nhưng chỉ gọi là lấy lệ thôi, bài này thực chất không cần điều kiện vẫn giải được, vì bản chất em đã bị em đã loại luôn sẵn từ chỗ này rồi này, loại thằng vi phạm với căn từ chỗ này rồi. Còn khi nó một cái căn nó ra một cái số số cụ thể này thì không đời nào nó không xác định đấy, là thực ra bài này nó không có điều kiện gì cả, mà có nếu có lôi điều kiện ra ấy, nó cũng luôn đúng ở đây em này, hai này luôn đúng luôn. Nhi xong chưa em? Rồi ạ. Ok. Rồi. Tiếp tục này. Câu C. Câu C. Câu C cầu giải bất phương trình không? X bình trừ x trừ 12, tất cả lấy căn bằng 2 này. Nhỏ hơn bằng 7 trừ x. Đấy, thì câu này trước khi giải thì nhớ là gì? Căn đang đang bé hơn một biểu thức. Vậy thì biểu thức này đương nhiên phải lớn hơn là bằng cái căn này, là phải lớn bằng 0. Tiên phải cho anh điều kiện này đã. 7 chữ x phải lớn bằng 0 đã. Nếu chỗ này không có dấu bằng thì đây là dương hẳn các em nhé. Được chưa? Trong căn em cũng phải xác định nữa. Đấy, rồi sau đấy em bình phương lên cho anh. Em là bị thiếu một điều kiện. Tương đương x nhóm bằng 7. Được chưa? Cái dòng thứ hai. Dòng thứ hai thì mình nhẩm nhanh ấy, thằng này nghiệm là gì nhỉ? Đấy, nhẩm nhanh anh nghiệm là gì? 4 với trừ 3 đúng không em? 4 với trừ 3. Đây cái dòng này, này tôi nhẩm nhanh nhá, có hai nghiệm là 4 với trừ 3. 4 với trừ 3 mà gì đang cùng dấu đúng không? Phải là hoặc. Hoặc x lớn bằng 4 hoặc x nhỏ bằng âm 3. Đấy, dòng dưới giờ em phải thu gọn bớt đi đã. Đấy, x bình trừ x trừ 12 nhỏ hơn bằng cái này x bình này trừ 14x cộng 49 phải không? X bình hết rồi. X bình hết rồi. Đấy, tương đương này. Cứ chép lại đã, tí kết hợp nghiệm sau. Tí sau hết rồi kết hợp, không muộn. Đấy, chỗ này mình sẽ thành là 13x nhỏ hơn là bằng 61 đúng không em? 61. Vậy chốt ra xong rồi đấy, nhỏ hơn bằng 7 này. X lớn bằng 4 này. X nhỏ hơn bằng âm 3 này. Này hoặc và x nhỏ hơn bằng là 61 phần 13. Bây giờ anh bắt đầu anh vẽ trục số để kết hợp này. Cái giá trị này bằng bao nhiêu nhỉ các em nhỉ? Xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? 61 phần 13. 4 4 4 phẩy mấy đúng không? tầm 4,3 anh ạ. 4,3. 5 thì nó lên 65 đúng không? Rồi anh biểu diễn này nó hơn 4. Vậy là bé nhất là âm 3. Xong rồi đến 4. Cho đến 61 phần 3. Xong phần 13. Sau đây đến 7. Là biểu diễn này. X nhỏ bằng 7. Lớn bằng 7 vứt hết đi. Lớn bằng 4. Nhỏ bằng âm 3. Trong khoảng vứt đi. Sau đấy là nhỏ bằng 61 Nghĩa là xấp phần xỉ 4,6 anh ạ. Em 46 à? bấm Ok. Anh cũng đoán nó phải cao cao một chút. 4,7 chứ anh. Thôi phải phải mấy cũng được, chỉ cần biết là 4 phẩy mấy thôi được rồi. Phải chính xác là phải 7 đi. Rồi bạn nhìn thấy chưa? Hai khoảng anh giữ lại này, tương đương. X nhỏ bằng âm 3, đây âm 3 em nhá. Hoặc là 4 nhỏ bằng x nhỏ bằng 61 phần 13. Ok, đây là tổng nghiệm đúng các em này. Câu này giải lẻ lẻ nhiều khi cũng hoang mang nhờ. Đấy, giải lẻ hay hoang mang lắm.
Mà thực ra số để nếu đâu phải lúc nào nó cũng đẹp đâu. Xong tích xanh nhá. Đấy, đi thi là nó sẽ tổng hợp mỗi câu một tí, mỗi thứ một tí. Đấy. Câu cuối thì ra là đơn giản, chuyển vế thôi, chuyển vế quy đồng tí là ra thôi. Đây viết nốt, đằng nào viết thì cũng viết viết cho chót. Linh không chưa, Không lâu rồi họ thế mà không tích em lừa đánh lạc hướng anh à? Em định lừa anh đúng ừ. không? Em lười ạ Em lười, có khi nào em lười cả thở không Linh? em cái gì cũng lười trừ À, ăn trừ em nghĩ thở lười. trừ tắm. Buồn nhất là khi lười cả thở luôn đấy, nguy hiểm nhất. Này tương đương cho anh. Đấy, như vậy là quy đầu lên 3x cộng 8 này trừ 5 cộng x. Vậy thành gì ta? Vậy thành là 4x cộng 3 đúng không? Này nhỉ. Được chưa? Bài này nếu mà làm này thì nên nên lập cho anh một cái bảng. Được chưa nhỉ? Họ làm này họ muốn em là lập, nếu là tự luận thì em muốn em lập một cái bảng xét dấu. Giờ ta đi ta giải đã. Đó, lập cho anh. Đầu tiên đi giải nghiệm trước này. Sau đấy bảng xét dấu cho anh này. Bảng xét dấu ghi hẳn ra x này, 4x cộng 3 này, 5 chữ x này, rồi về trái chưa. Vế thức này ngắn, thực ra có thể chép lại cả cái vế đấy được. Đây có hai giá trị đây nhỉ, âm 3 phần 4 và 5. Không đây này, không đây, phải cùng này, trái khác, phải cùng, trái khác. Đấy, cái chỗ này nó hai vạch này em này, hình nghiệm của mẫu mà, nghiệm của tử thì bằng không. Tiếp nữa, tôi giấu đấy dấu âm, dấu dương, dấu âm. Được chưa? Thì từ cái bảng xét dấu tôi mới thấy là gì? Cái bất phương trình của tôi là gì? Nó tương đương với, họ cần là cần lớn hơn bằng không, lớn hơn bằng không, lớn hơn không đây, cộng với dấu bằng là lấy cả cái chỗ này nữa. Đúng không? Vậy tôi sẽ là vẫn tương đương là trừ 3 phần 4 đấy, đến 5 WS của tôi như này này đấy, hay tôi ghi là x của tôi thuộc vào từ trừ 3 phần 4 đến 5, hoặc là các bạn ghi cái gì trừ 3 phần 4 nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn 5 đấy, các bạn viết kiểu nào tùy các bạn. Ai xong tích xanh nha. Để tính sang, để anh sang bài tiếp. Ok. Anh sang bài tiếp nha. À. Bài số mấy ta? Bài số 3. Rồi, bài số 3 anh lại sang một cái dạng khác. Mỗi thứ một tí cho nó vui nhỉ. Anh ơi, Ơi giờ lớp em sinh hoạt lớp, anh cho em ao nhá. ok Vâng. rồi. Chào anh. Ờ, trong mặt phẳng OXY đấy, cho điểm M tọa độ 2 trừ 3 và hai đường thẳng thẳng. Được thẳng D1 của anh phương trình như sau. Đấy, hai phương trình đường thẳng này. Đó. Câu A.
là phương trình đường thẳng. Đấy. Đi qua M và vuông góc với D2. Đấy, câu B. Tìm tọa độ điểm Y. Thuộc đường thẳng D1. Thuộc D1. Sao cho khoảng cách từ Y đến đường thẳng D2 bằng 1 trên căn 2. Nha, ok. Đấy, anh cho các em hai câu này. Một bài 3 này có hai câu. Cho mỗi bài làm chỉ khoảng độ 3 phút thôi. Anh cho các em 6 phút. 6 phút để suy nghĩ ra làm các bạn này. Sau đấy anh chữa cho các em. Ok, 6 phút bắt đầu. Câu A như này à, câu A thử xem lại cho anh nhá. Hình như không đúng rồi. Câu A vi ra gì vi nhỉ? Vi ra gì em? Anh chưa nghe gì đâu. Từ từ đã. Được chưa em? Chụp Đâm lên ra nhóm gì mà đây, anh, viết cho anh chat ra nào. chụp lên nhóm mà anh. Ừ, chụp với nhóm anh xem. Nếu mà xong hết rồi chụp với nhóm anh Xui xem. Link ra hết cho em. chưa Em được câu A chưa? rồi ạ. Em ra gì đọc anh nghe xem nào. Ôi anh bảo Hoàn đọc đi, em sợ Không sợ cái gì, chẳng sợ sai gì cả. Sai thì ôi em thôi, sai thì làm lại, chẳng có gì phải sợ. sợ. Em Không phải ra lúc tội đọc đi. x trừ y trừ 5 ạ. Đúng rồi còn gì nữa, sai cái gì. Ai đã x trừ y trừ 5 là đúng. Là câu A này. Bây giờ là lập phương trình này thẳng M. Bây giờ anh gọi tên nó đi. Đấy, ví dụ anh gọi cái đường thẳng delta. Đấy, là cái đường thẳng qua M và vuông góc với Không, D2. Được anh em chưa? chụp rồi đấy. Ok, để anh xem. Vì anh thấy là D, cái delta này nó vuông với D2. Suy ra là cái D2 nó ra cho dạng tổng quát, vậy nó có n nhá. Vậy suy ra là u của delta bằng n của D2 và bằng là 11. Vậy thì suy ra được là n của delta sẽ tọa độ là 1 trừ 1. Ok chưa? Đấy. Từ đấy tôi viết phương trình là thẳng delta luôn. Đấy, nó đi qua m nhá, m tọa độ là 2 âm 3. Vậy 1 nhân x trừ 2 trừ đi 1 nhân y cộng 3 bằng 0. Đấy, tương đương một bước nữa. Delta nó là x trừ y trừ 5 bằng 0. Đấy, có ba ra này thì là đúng. Đấy, ai ra là câu A như này thì đúng. Minh Đức ra thế này không Minh Đức? Minh Đức đi đâu nhỉ? Đây xem bài Hoàn thế này.
Hoàn đúng em ạ, kết quả đúng rồi đấy, kết quả em là đúng, đúng rồi. Nhưng mà cách làm xem nào. Ok, em giải thế này cũng được Hoàn ạ. Cách này cũng được. Đây anh sẽ có một hướng xử lý như thế này nhá. Câu B này của anh này, anh chuyển câu B này. Đó là tìm một điểm M thuộc D1. Câu B yêu cầu mình tìm một điểm M thuộc D1 sao cho cái khoảng cách từ Y đến D2 thì được bằng căn 2. Thì ở đây tôi thấy là vì cái điểm Y này nó thuộc vào D1. Nó suy ra là gì? Y nó có cái dạng là gì? Có dạng này. Bạn sẽ lấy tọa độ y1 đây nó cho tham số, thì em sẽ tham số hóa cho anh. Y1 1 có 2T. Đấy. Tham số hóa theo cái tên này luôn cho anh. Sau đó em tính khoảng cách theo cái tên này. Đấy, bước thứ hai là em tính khoảng cách từ điểm y đến đường thẳng D2. Bằng cách thay vào này. Thằng D2 của em nhớ phương trình D2 nhá, nó là x cộng y cộng 1 bằng 0. Đầu tiên lấy tọa độ thay vào đây trước. Trị tuyệt đối này trên căn bậc 2 của A bình cộng B bình, căn A bình cộng B bình đó là căn của một bình cộng một bình mà họ bảo là bằng 1 trên căn 2, đúng không? Vậy hai cái mẫu là căn 2 giống nhau rồi này. Đấy, vậy em cho mỗi cái tử thôi, tử là 3t cộng 1 với trừ 1 hết này, 3t cộng 1 trị tuyệt đối cộng 1. Đến em ra hai trường hợp cho anh, 3t cộng 1 bằng 1 hoặc là 3t cộng 1 bằng âm 1. Đấy, giải trên này ra t bằng 0 à. Dưới này ra ta ra t là bằng âm 2 phần 3. Nhỉ? Đấy. Sau đấy mình tính từ trường hợp 1 với t bằng 0 thì suy ra này được điểm y. Các anh lấy cái 0 này em thay lên đây nhá. Thay lên cái tọa độ trên này. Đây này, cái dạng lúc đầu mình gọi ấy. Thay ngược lên trên đấy, như vậy là 0 ở đây sẽ thành là 1 âm 1. Với t bằng trừ 2 phần 3, suy ra y của tôi âm 2 phần 3 thay vào đây là âm 4 phần Âm 3 một phần cộng cộng 1, âm 1 phần 3 đúng không em, âm một phần ba âm 5/3. âm 5 phần 3. Rồi, ok, vậy em có hai điểm y thỏa mãn. Vậy đấy, có hai cái điểm y thỏa mãn là ví dụ em có thể ghi y1 cũng được và y2. Cách của Hoàn cũng đúng nhưng mà hơi dài hơn cách anh tí nhỉ, đúng không? Cách em đúng, nói chung em thấy kết quả đúng, làm chặt chẽ là không sao. Điểm tuyệt đối. Ê thôi, vào rồi. Đức nói điều vậy. Vừa thấy máy em nó bị làm sao, chả nhìn thấy cái gì nó đơ. Anh Lạ hỏi gọi em mấy coi. lần chẳng thấy thưa gì. Đó, tao này chắc đi đâu rồi. Vậy à? Thấy nick vẫn trong trong nhóm. Không không thấy đi đâu, không biết đi đâu. Máy em nó bị làm sao? Anh lên tiếng đi anh. Anh đây. Em cứ muốn nghe tiếng Anh à? Nó không chiếu cái bài của anh. Em kiểu gì ấy? Tư duy là kiểu gì ạ? Bạn Video vào. Hoàn tắt mic giùm mình cái. Anh lên tiếng đi anh, lên tiếng tiếp đi anh. Anh đây. Khổ thế nhỉ? Cứ phải là anh.
Rồi, ok, cho bài này nhá. Bài này là của bọn Nguyễn Tất Thành Hà Nội. Bọn này nó chính là bọn chuyên sư phạm. Khối phổ thông chuyên của bọn sư phạm ấy. Các em nghe bọn đấy bao giờ chưa? Hà Nội nó có những khối phổ thông chuyên của các trường đại học ấy. Ví dụ khoa tự nhiên này, sư phạm này. Đấy, một số trường. Bài số 4 cho anh nhá. Bài số 4. Trong cái mặt phẳng khối gì? Đấy, anh cho điểm A tọa độ là 8 âm 1 và cái đường thẳng D có phương trình là 2x trừ y trừ 7 bằng 0. Câu hỏi A, viết phương trình tham số của cái đường thẳng D. Đây là yêu cầu thứ nhất. Chấm tìm điểm M thuộc D. Chờ anh tí nhé. Điểm M thuộc D. Ok rồi, từ đã anh xin. Điểm M thuộc D. Trôi vấn đề mà. Sao cho cái AM bằng 5. Câu B. Trong các đường thẳng đi qua ô hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng mà khoảng cách này từ A đến đường thẳng đó là lớn nhất. Đấy, trong các đường thẳng đi qua ô này, hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng mà khoảng cách từ A đến đường thẳng đó là lớn nhất. Này. Đây là cái dạng bài cực trị. Câu này thì anh chưa nói nhiều này, phải chưa? Rồi, ghi đề bài, nghĩ cho anh 5 phút nhé. Suy nghĩ 5 phút. Sau đấy mình xử lý. Hoặc 5 phút để xử lý câu A trước đi. Nhá. Câu A đầu tiên nó bắt viết phương trình tham số của đường thẳng D. Thì mình có nhiều cách lắm. Được chưa? Mình có nhiều cách lắm. Đấy, với câu A này. Anh cái cách viết thứ nhất, cách 1 này. Là anh sẽ làm như thế này, anh sẽ cho một trong hai cái này là t, thì dễ nhất các em cho cái thằng hệ số to hơn là t nhá, ở đây sẽ cho x bằng t, thì suy ra này là 2t trừ đi y trừ 7 bằng 0, anh tự đưa cái rút y ra, y sẽ bằng là 2t trừ 7, như vậy là phương trình tham số đường thẳng d ấy sẽ có dạng là x bằng t, y bằng là 2t trừ 7, được chưa? Đấy. Em thể viết như này. Được chưa? Cách viết khác. Đấy. Cách viết khác này. Là em viết thế này, cách 2. Là em có thể suy ra là khi đường thẳng D của em này, phương trình đó là 2x trừ y trừ 7 bằng 0
thì em sẽ làm suy ra được n pháp tuyến đấy, n của d là 2 âm 1. Vậy em suy ra UD cho anh. Đấy, UD sẽ là tọa độ là 1 2. Đúng nào? 1 2. Khi đó rồi, em tự tìm cho anh thêm một điểm nữa. Điểm M chẳng hạn em chọn gì? Ví dụ em chọn là x bằng 0 đi. X bằng không 0, trừ bảy, y bằng âm 7. trừ bảy. Đấy, thì nó thuộc vào D. Nên lúc ấy em viết được phương trình nhá. Có U này, có M này. Vậy thì lúc ấy D phương trình tham số như sau. X sẽ bằng này 0 cộng với 1 nhân T. Được chưa? Y bằng âm 7 cộng với 2 nhân T. 2 tương đương là X bằng T. Và Y bằng âm 7 cộng 2T. Đấy, để này được. Đấy, giá như nhau thôi. Cái này nó sẽ, nếu nó khác thì nó sẽ khác do cái điểm này. Cái điểm này em chọn khác thì nó sẽ khác thôi này. Đấy, điểm này mà khác đi thì nó sẽ khác ở phương trình này. Còn cái đối tượng nói đến là vẫn là một cái thôi. Cái ý thứ nhất. Vậy nhá, vậy em có phương trình tham số rồi. Sau khi có tham số rồi này. Đấy, thành lý luận này. Vì điểm M nó thuộc vào D. Dẫn đến là điểm M nó sẽ có dạng là gì? Đấy, sẽ có dạng là T 2T trừ 7 là tọa độ điểm điểm M. Được chưa? Sau đấy anh có thể tính vectơ AM ra trước đi. À, lấy M trừ A nhá. Cái này là T trừ 8 T này. trừ 8, Đấy, sau 2T này trừ là 6. cộng 1 vào là 2T trừ 6 em. Vâng. Suy ra độ dài đoạn thẳng AM. Thì em bình từ cái này lên. Xong lấy căn bậc 2 cho anh. Đó. Và đề bài người ta lại bảo mình là gì? Cái này cho nó bằng 5. Đấy, AM bằng 5. Thì khi chỉ khi là cái này bằng 5 đúng không? Vậy khi anh bình lên sẽ bằng 25. Đấy, tương đương em nhân tung rồi này. Như vậy anh ra là 5T bình này. Chỗ này là trừ 16 này. Chỗ này là bao nhiêu nhỉ? Trừ 24 là trừ 40T đúng không? 64 cộng với 36. 64 với 36 là 100 à? 100 thì trừ 25 là cộng 75 em. Phải này không Hoàng? Đúng rồi anh ạ. Rồi, thế T bằng mấy em? T bằng 5 hoặc T bằng 3. 5 hoặc là 3. Rồi, ổn rồi đấy. T bằng 5 em suy ra điểm M cho anh. Thay lên trên đây này, thay lên trên dạng của M đây này, thay dòng này. Đấy, T bằng 5 thì ra được là điểm 5 này. 53 đúng không Hoàng? Đúng anh ạ. T bằng 3 5 thì ra 5 là 3 T 3. bằng 3 3 trừ 1. 3 trừ 1, Trừ ok. 1. Vậy em được 2 điểm, các em được 2 điểm M. Đấy, điểm M tọa độ là 53 hoặc là điểm M tọa độ là 3 trừ 1. Thỏa mãn yêu cầu của người ta. Chuyển này, anh chuyển sang câu sau này, anh vẽ hình là các em tư duy ra ngay. Đấy, cái câu này ấy không thể nào mà kiểu dạng châu bò được. Châu bò mà đi ngồi mà thay số xong rồi tìm min max theo kiểu đại số thì rất là mệt. Được chưa? Mình phải dùng cái đầu của mình ở đây, Đúng rồi, dùng cái đầu. phải dùng cái đầu bài này, phải dùng cái đầu tư duy đây. Anh vẽ qua cái hình này các em biết ngay đây, dụ hệ trục OX của anh đây này. Đấy, cái điểm A của anh đâu nhỉ? Cái điểm A dụ là nó là 8 âm 1 nhá, anh vẽ tương đối thôi nhá, không vẽ chính xác đâu. Cái này nó không phải là 8 âm 1 đâu. Đấy, A đây. Được chưa? Nó bảo qua các đường thẳng qua đi qua ô rất nhiều đường, ví dụ anh kẻ vài đường thôi đây. Đấy, kẻ một vài đường đây hoặc kẻ xuống đây đi cho nó khác 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 kiểu đi. Được chưa? Kéo đây. Đấy, anh kéo minh họa thử hai đường gọi chẳng hạn nhé. Thì rõ ràng nó gọi là gì? Khoảng cách từ A đến đó là lớn nhất. Đây. Bây giờ anh sẽ kẻ thử đường vuông góc xuống đây. Rồi lớn nhất. Đây. Chỗ đây thì khoảng cách đây này. Đúng không? Ở bên đây thì khoảng cách đây. Đấy anh kẻ nó có nhiều vị trí em nhá. Nó thay đổi nhưng mà chỉ cần nó đi qua ô thôi. Đây anh vẽ thử hai vị trí của thẳng đường thẳng D đây này. Đây là D1, đây là D2.
là hai vị trí của thằng đường thằng D. Đấy, đây là H H1 này. Đấy H2 chẳng hạn. Hai vị trí. Cái nữa anh nối thêm AO vào. Đấy, nó đang yêu cầu tìm cái vị trí của D để làm sao cho nó có cái khoảng cách từ A đến cái đường thẳng D1 này, là cái đường thẳng D này này là lớn nhất. Đấy, là lớn nhất. Thì em nhìn cho anh này trong cái hình này này, tất cả cái khoảng cách này AH1 hay AH2 thì nó đều có đặc điểm chung là nó luôn nhé, dù là AH1 hay là AH2 đi chăng nữa thì nó luôn luôn nó sẽ nhỏ hơn là bằng AO. Em nhìn cho anh một xem, có phải tam giác AOH1 là vuông tại H1 không? Vậy thì nó sẽ là cái này sẽ ngắn hơn cái OA này, này. Tương tự bên này cũng vậy, mà OA là cái không đổi em ạ. Quan trọng là em phải so cho anh với cái không đổi nhá, chứ so với cái mà nó cũng biến đổi ấy, thì không được. Phải chưa? OA ở đây không đổi, dẫn đến là muốn cái khoảng cách này mắc này, đến ra cái khoảng cách này mà muốn mắc nó sẽ bằng AO luôn. Phải chưa? Và nói cái khác là khi đó mình sẽ thấy là cái đường thẳng D của tôi này nó đi qua qua O và cái đứa lại vuông góc với OA. Đúng không nào? OA mà là cái đoạn khoảng cách ấy thì rõ ràng là gì? OA sẽ vuông góc với lại cái đường thẳng D đấy. Nhá, như vậy là tôi sẽ phải làm vào được cái trường hợp này. Đấy, tôi sẽ lý luận để tôi ra thế này. Đây là nháp của anh nhá. Các em cứ ghi cái ý tưởng vào đi. Ghi ý tưởng vào đi. Đây, cái khoảng cách này mắc bằng AO hay là khi đó cái điểm H ấy nó trùng với điểm O em nhé. H trùng với O. Linh nắm được không Linh ơi? Anh giảng thế đã hiểu chưa? Linh ơi, đã nắm được chưa? Rồi ạ. Vi sao? Được rồi ạ. Ok, không tí lại hỏi anh nên là gay nhá. Ngọc Đức sao? Ngọc Đức đâu rồi? Hiểu vấn đề chưa em? Ông Hòa này tắt mic dùng tôi cái. Ông Đức chẳng nghe gì Đức ạ. Rồi, anh để đây này, anh trình bày này. Thì anh lý luận này. Ví dụ anh gọi nó là delta đi nhá. Để nó khác, lấy D ở câu A rồi mà. Gọi delta là đường thẳng cần tìm. Chưa? Là đường thẳng cần tìm. Đấy. Tôi gọi là AH thì vuông góc với delta. Và H này thuộc delta luôn. Tức là kẻ vuông góc xuống đấy. Suy ra lúc đấy là gì? AH này nó chính là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng delta các em. Đúng không nào? Đấy. Mà cái AH này này nó luôn nhỏ hơn bằng cái AO mà hoặc là không đổi. Đấy, nên là tôi suy ra này, cái khoảng cách từ điểm A đến delta mà muốn là max nhá, muốn max khi và chỉ khi cái điểm H này nó sẽ trùng với điểm O các em ạ. Được chưa? Hay nói khác là khi đó là delta của tôi vuông góc với đoạn OA. Delta của tôi vuông góc với OA. Được chưa? Đấy, giờ các em sẽ đi tính. Như vậy là em chỉ cần viết phương trình đường thẳng delta đi qua O và vuông góc với OA thôi. Em tính với tôi OA ta. OA là A trừ O. A của ta là bằng 8 âm 1. Được chưa? Mà khi vuông góc ấy, mà delta lại vuông góc với OA, dẫn đến cái OA này này chính là N của delta luôn, đúng không? N của nó luôn. Đấy, sau lại đi qua điểm O nữa. Đấy, delta thì lại đi qua
ô toàn đảo là 0-0. Suy ra này. Hú hồn, anh hát gì mà hú hồn? 8 nhân với x trừ 0 này. Trừ đi 1 nhân với y trừ 0 bằng 0. Hai thứ tương đương là ra delta là 8x trừ y. 8x trừ y bằng 0. Đấy, 8x trừ y bằng 0. Đấy phương trình delta của anh đây. Xong rồi đấy. Đấy, anh mà làm anh sẽ kết luận lại vậy phương trình đường thẳng thỏa mãn cái yêu cầu bài toán sẽ là delta là 8x trừ y bằng 0. Các em nhớ anh để cho anh ở dạng tổng quát nhá. Khi họ không nói gì chúng ta luôn để dạng tổng quát cho anh. Ông họ Không. bảo biết tổng quát mà. Ừ, cả bảo viết tổng quát hay không bảo cũng phải viết tổng quát anh nhá. Đấy, còn ví dụ bảo nó đã không nói, nó bảo là hẳn tham số hay cái khác thì viết tham số thôi. Còn đây là cứ mặc định, cứ nói viết đường thẳng là viết tổng quát. Chứ đừng, cái này có nhiều bạn sẽ viết thành này y bằng 8x không ổn. Cái này dạng đại số rồi. Dạng đại đại số chắc không ổn đâu. Viết thế này các bạn lại bị trừ mất 0,25 này. Dù làm đúng đấy. Thì anh cho một cái đề lên lớp mình, anh lập class room cho các em rồi đúng không? Tập rồi anh. Thế tí nữa anh sẽ vứt một cái đề lên đấy các em làm cho anh nghiên cứu trước đi, để hôm sau mình chữa nó dễ, nó nhanh. Đấy, thêm câu nữa đi. Làm xong tích xanh anh nhá. Làm xong tích xanh nhá. Rồi đấy. Thêm đúng câu này nó giờ nghỉ. Anh ơi, lên tiếng rồi em, các anh ơi. Anh đây. Hoàn tâm đi kìa bà này. Không biết pin Không. Ờ, xong rồi video. anh tắt hết cả lớp. Anh lên tiếng anh ơi. Anh đây. Chưa nhìn thấy màn hình. Sao? Đây rồi, đây rồi. Thùy Linh sao? Ok không? Em đúng hết ạ. À, ui, ok. Em Linh đúng hết cả Linh nấu bài đi. cơm rồi. Ừ, tốt đấy. Rất tốt, rất tốt. Rồi, ok. Đấy nhá, em nhớ cho anh là em sẽ chia trường hợp cho anh này. Đợt dây anh chia theo cái chữ tuyệt đối đấy để anh phá dấu ra. Thực ra tất cả bài chữ đối các em cứ làm theo cái cách này đều được hết đấy mà. Đấy, chứ thực ra cái cách bình phương ấy, anh vẫn bảo các em hạ sách với bình bình phương, còn luôn luôn nghĩ đến việc chia trường hợp. Trường một xong, sang trường hợp hai này. Trường hợp hai là nếu x trừ một nhỏ hơn không tương đương là x nhỏ hơn một, nhỏ hơn một này, thì chữ đối của x trừ một của anh sẽ bằng là một trừ x, đúng không? Một trừ x với là một của anh trở thành này x bình trừ đi 2 nhân 1 trừ x cộng 2 lớn hơn 0. Đấy, x bình này trừ 2 này cộng 2x này cộng 2 lớn 0 thì hai con này hết này, chưa? Như vậy thành là x nhân x cộng 2 lớn 0. Chỗ này là mình có thể giải nhanh ra là x lớn hơn 0 hoặc x nhỏ hơn âm 2, đúng không? Lớn 0 hoặc nhỏ hơn âm 2. Kết hợp thêm với điều kiện này nữa. Đấy. Kết hợp với x lớn nhỏ hơn 1 ở đây nữa. Thì tôi ra gì? Tôi ra là gì? Vẫn Nhỏ ra hơn vậy 1. Vậy là 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1 đúng không? đúng không, Hoặc là x nhỏ hơn âm 2. x nhỏ hơn trừ 2. Đấy, đây là trường hợp 2. Hay nói khác là tổng nghiệm S2 trong cái trường hợp 2 này. Đấy. Âm vô cùng. Đây anh viết lại, anh viết lại. Âm vô cùng đến âm 2 hợp với 0 đến 1 nha. Các em ra tổng nghiệm S2 ở trong cái trường hợp này là như này. Và khi nó là các trường hợp ấy, các em nhớ các trường hợp ấy thì nó luôn là dấu và liên kết với nhau ở dấu và, trường hợp 1 hoặc trường hợp 2. Vậy thì tổng nghiệm S1 với S2 này
Thì khi S chung của bài toán ấy, em sẽ lấy là S1 hợp với S2 cho anh nhé. Em sẽ lấy là hợp. Đấy, xin Hợp lỗi, ký hiệu hợp như hợp hợp vậy hợp. à? Đấy, sẽ hợp S2 cho anh. Nhá. Hợp chứ không phải là Rồi. giao nhá. Đấy, thì khi hợp vào em để ý cho anh này. S1 vừa nãy của mình anh viết lại đây nhá. Nó sẽ là từ 1 đến dương vô cùng nửa khoảng. Vậy là cái chỗ này là ghép vừa vào đây luôn này. Cái 1 này ghép vừa vào đây luôn. Đấy, như vậy là ta kết luận này. Vậy. Đấy, tập nghiệm bất phương trình là S bằng này. Nó sẽ là âm vô cùng đến trừ 2. Em hợp với cho anh luôn từ 1, từ Không đến 0 nhá, dương từ vô 0 đến cùng, 1 này, xong lại không liên đến liền dương luôn đến vô dương vô cùng. cùng. Đó là từ 0 đến dương vô cùng. Vâng. Đó, xong. Ok. Đấy nhá, đấy đấy, có cái điều lưu ý như thế. Nhỡ cho cái này thì nó dễ mà. Đấy, lung túng. Cứ chia trường hợp ra. Đó, cảm giác chia nó thấy nó lăn tăn đấy thì hẳn bắt đầu mình đi bình hay làm gì đấy thì là có một số bài nó sẽ theo kiểu là mình đánh giá các bạn, tức là mình dựa vào cái sự nhận biết của mình ở các phế ấy, về dấu thì em đánh giá luôn được là x của em có dấu gì, ví dụ là lớn bằng không này hay lớn bằng hai gì đấy, sau đấy em lại ốp lại vào trong cái điều kiện trong chỉ dấu em có thể phá được ra đấy. Hôm trước anh mời cho các em lớp 7 làm rất nhiều cái bài của như vậy Xong rồi. đấy, Xong rồi. Xong. ok chưa? Bây giờ Mà nào xong xong tích xanh rồi. nhá.